Em Nguyệt xin chào các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2021. Vườn lan xứ Mường của em ở địa chỉ là xã Đông Lai, Tân Lạc, Hòa Bình. Lại tiếp tục lên một số mặt hàng con giống để chia sẻ cho các bác về sưu tầm cũng như là làm kinh tế. Hôm nay thì vườn em vẫn chia sẻ những chậu HO cực kỳ to khỏe này cho các bác về sưu tầm này. Đấy, những có những chậu mẹ và một số là những cái chậu ki nhỏ. Đây nhá. Đơn hàng của em là hôm nay là có tổng là 10 hơn chục đơn, tầm 15 đơn. Đấy. Là có HO Hồng Nguyên Thủy và Hồng 2017 về cho các bác. Đây. Đấy. Đây, em xin phép vào những cái đơn hàng đầu tiên của ngày hôm nay. Đấy, mở hàng đơn đầu tiên này của em là một đơn 5 cái trắng HO này cả nhà nào. Từ từ để em chỉnh lại cái này một tí, nó hơi bị mờ. Đấy, một em ki. Một em ki rất là đẹp luôn. Đây, mắt gốc đã lên xanh gì đây này các bác này. Đấy, mắt gốc xanh rồi. Đây nha cả nhà nha, hai mắt gốc đẹp lung linh luôn. Và đơn số 1 này của em là số đo là 10 sen. Và em xin phép chia sẻ với giá là 1.300k. Đấy, 1 triệu rưỡi. Đấy, ki cực kỳ khỏe đẹp luôn nha các bác nha. Dễ thì bao phê luôn. Em chuyển sang đơn số 2 này. Đơn số 2 này là một đơn cắt khúc ở trên thân xuống trồng và đã thuần chậu rồi. Đấy, mắt gốc đây, em quay gần mắt gốc cho các bác xem luôn. Đấy, mắt gốc toàn bộ là đã xanh biếc rồi nhá. Đấy, đơn số 2 này của em là 12 sen. 12 sen và giá em chia sẻ ngày hôm nay là 1 triệu 550 nghìn. Đấy, em quay tổng thể cho các bác xem. Đấy, mùa này là mùa béo thân của phi điệp rồi. Nên là cây nào cây đấy đều béo ú luôn. Em chuyển sang đơn số 3. Đơn số 3 của em là cũng là 12 sen này. Đấy, con kia này của em là trước là nó bị thắt rồi, xong là nó lại đầy tiếp nên là nó bị lỗi một tí ở trên thân này, nhưng mà không việc gì cả nhà nha. Đấy, không sao. Đấy, đơn số 3 này của em cũng là 12 sen và giá là 1 triệu 550 nghìn. Đấy, 1 triệu 550 nghìn. Đấy, ghi bao khỏe đẹp cho cả nhà luôn nhá. Đấy, em chuyển sang đơn số 4 này. Đơn số 4 này, ki này rất là to. Đây, béo to mập đẹp luôn nha các bác nha. Đơn số 4 này của em là 13 sen. Đấy, nhìn hơn kia kia. 1 sen là giá là 1.650.000. 1.650.000 cho đơn số 4. Em sẽ sang đơn số 5 này. Đấy. Đơn số 5 này của em cũng 13 sen nhá. 13 sen này. Đó. Đấy, 13 sen. 13 sen này em bán với giá là 1.650.000. Tất cả những ki em chia sẻ cho các bác là toàn bộ em sẽ gửi cho các bác cả chậu luôn. Đấy, bao khỏe đẹp luôn. Các bác phải yên tâm chăm sóc nhá. Em chuyển sang đơn số 6 này. Đơn số 6 này của em là đấy, con này đấy to. Đấy, lá đẹp, thân đẹp này. Đấy. Con này bao phê luôn nhé cả nhà nha. Đơn này của em là em xin phép chia sẻ là 1.800.000. 1.800.000 cho đơn số 10, đơn số 6 này, 14 sen. Thần to lắm các bạn. Đấy. Đấy, dễ đây. Đấy, yên tâm. Đấy. Tiếp theo em chuyển sang dòng Hồng Yên Thủy. Đấy, Hồng Yên Thủy thì các bác này, quá là quen thuộc về mặt hoa luôn. Thân lá cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Hôm nay em có 3 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Thì các bác cũng đã biết rồi, thị trường lan đợt này có biến động một chút và đó là tín hiệu tốt. Đấy, tín hiệu rất là tốt luôn, bởi vì giá nó nhỉnh hơn thời điểm trước một chút rồi. Đấy, vẫn là mặt hàng chủ đạo là HO và Hồng Yên Thủy. Giá thì đợt này là nhỉnh hơn một tí, nhưng mà vẫn là rất dễ là sưu tầm nhá. Dễ sưu tầm và đầu tư. Thời điểm này các bác vào vẫn là ok. Đơn số 7 này của em là 15 sen này. 15 sen là em bán với giá là 12 triệu cho đơn Hồng Yên Thủy. 15 sen này. Đấy. Đây, dễ đây. Dễ đây, đây là một ki cắt khúc ươm tự nhiên, ki ươm tự nhiên nhá cả nhà nha. Đó, 15 sen. Em chuyển sang đơn số 8 này, cũng là một em Hồng Yên Thủy này. Đấy, từ từ để em bỏ cái này ra cho cả nhà ngắm tổng thể em này luôn. Đấy. Ki này đốt ngắn này. Đốt ngắn mà thân rất là mập, dễ khỏe. Hai mắt gốc thì sáng ngời luôn. Đơn này của em là 21 sen và giá em chia sẻ ngày hôm nay là 16 triệu rưỡi. Đấy,
hồng nguyên thủy em đợt này em bán giá là từ 750 đến 1 triệu một sen tùy kỳ nhé cả nhà nha. Kỳ ngắn thì nó sẽ đắt hơn. Kỳ ngắn thì em bán tại vườn với giá là 1 triệu một sen rồi đấy ạ. Đây em chuyển sang đơn số 9 này. Đơn số 9 này của em là 27 sen. Đấy. Vẫn còn đang đi ngọn nha. Con này của em vẫn còn đang đi ngọn này. Đấy, lá dày. Lá dày, thân to béo ú ụ luôn. Đấy, như những dòng này thì các bác sưu tầm về sang năm làm kỳ. Làm kỳ thì thôi rồi nha. Dòng này rất là dễ kỳ và dễ hoa. Đấy. Đẹp luôn. Đấy, hôm nay em có 3 đơn hồng nguyên thủy để chia sẻ cho các bác nha. Đấy, em theo đang chuyển sang dòng hồng 2017. Hồng 2017 thì những cái video trước thì em có lên rồi, có chia sẻ cho cả nhà rồi. Đây, thân lá đây. Chất lá rất là dày và mỡ màng này. Mặt hoa của dòng này thì các bác cũng quen thuộc rồi. Đấy, mặt hoa thì em lên video thì em có cho các bác ngắm suốt rồi. Đấy, mặt hoa rất là đẹp. Lưỡi nhỏ gọn và cánh hoa bầu tròn, căng bóng. Đấy, dòng này cũng rất dễ hoa và dễ kỳ nhé các bác nha. Đấy, như những kỳ như này thì các bác về sang năm có thể test hoa được luôn này. Đấy. Đơn này của em là đơn số 10. Đơn số 10 này. Giá thì rất là yêu thương luôn. Đấy, như một em kỳ này 42 sen này. 42 sen này giá là 3 triệu 6 nhé các bác cả nhà nha. Đấy, 42 sen giá là 3 triệu 6. Đấy, các bác mua những cái em kỳ hồng 2017 của em từ lúc đầu năm thì biết rồi. Đấy, nhỏ siêu siêu như hạt thóc thôi, em đã bán là 6 triệu một em rồi. Đấy. Như bây giờ thì em này giá 42 sen mới có 3 triệu 6 thôi. Đây. Quay gốc đây. Gốc to này. Gốc to đây nhá các bác nha. Đầy đủ hai mắt gốc luôn. Em chuyển sang đơn số 11 này. Đơn số 11 này của em là một em rất là dài. Đấy. Một em hồng 2017 dài đến 72 sen. Đấy, các bác mua em này về sang năm băm kỳ thì được rất là nhiều kỳ luôn. Được hai mầm gốc nữa. Đấy, hồng 2017 giống cực kỳ khỏe nhá các bác nha. Cực kỳ khỏe luôn đấy ạ. Đơn này em bán với giá là 5 triệu 6. Còn đơn số 11 này. Đấy, đơn số 11 này là giá là 5 triệu 6. Rồi em chuyển sang dòng sơn nữ Đà Bắc. Hôm nay em có duy nhất một đơn sơn nữ Đà Bắc để chia sẻ cho cả nhà thôi. Đấy, đơn này to như cán búa luôn này cả nhà này. Đấy, to chưa? Dòng này thân thủ cực phê luôn nhá các bác nhá. Đấy. Con này to uỳnh luôn. Và đơn này em xin phép chia sẻ với giá là 3 triệu 3.000k. Đấy, chậu này của em là gần 1 mét à. Chậu này của em là gần 1 mét nhá. Đây các bác ngắm thân này. Thân này có phải đạt lên đến phi 22 rồi, 2m22 rồi. Em cũng chưa đo. Đấy, em quay cho các bác xem, vẫn còn đang đi ngọn này. Lá xanh mướt luôn. Đó. Tiếp theo em chuyển sang dòng bán những cái chậu mẹ của dòng 5% HO đây. Đây nha các bác nha, em chuyển sang đơn số 13 đây. HO. HO to chưa? To này. Đấy, dòng này nuôi thì cực phê luôn. Rất là dễ làm kỳ. Đấy. Thân to đốt ngắn này. Rụt xịt nó vẫn còn chưa thắt đâu cả nhà. Mà thân nó đã béo như này rồi. Các bác nuôi đến cuối năm thì thôi rồi luôn. Thân to bao phê luôn. Em chuyển sang đơn số 13 này. Đơn số 13 này của em là 66 sen. 66 sen và giá em chia sẻ là 6 triệu 6. Nó rơi vào 100.000 một sen đấy. Những cái cây dài như này nhé các bác nha. Cây dài này là 100.000 một sen. Đó. Đây. Đơn số 13. Em chuyển sang đơn số 14 này. Đơn số 14 này của em là hai thân. Đấy, thân cũng rất là to luôn. Đấy. Bác nào có điều kiện thì sưu tầm những cái chậu to như này về chơi. Giá thì cực kỳ yêu luôn. Đơn 14 này của em là 1m56. 1m56 và giá là 15 triệu nha các bác nha. Đấy, 15 triệu này. Hôm nay em chia sẻ toàn chậu đẹp này, toàn những hàng tuyển chọn này. Đơn số 14. Và em chuyển sang đơn cuối cùng của ngày hôm nay. Đơn số 15. Đơn số 15 này của em cũng là một chậu HO. Đấy, cực kỳ to khỏe. Khỏe như Lý Đức luôn nha các bác nha. Cực kỳ khỏe luôn. Và đơn này của em là số đo hai thân là 1m72.
và giá là 17 triệu. Đây các bác ngắm đi, đẹp chưa? Đấy, HO đẹp lung linh luôn. Đấy. Đấy, hôm nay tập của em là có 15 đơn hàng. Rất mong cả nhà sẽ ủng hộ em nhá. Và số điện thoại thì em tí nữa em sẽ up ở trên bài. Các bác có thể gọi trực tiếp cho em hoặc là nhắn qua Zalo. Số là 0974 827 219. Và em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau ạ.